chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ có nhiều cái lợi. Đầu tiên là tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. Sản phẩm dễ dàng được lưu thông trên thị trường khi có chứng nhận làm giấy thông hành, tiêu thụ tại các siêu thị, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài vào các thị trường khó tính vì đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Bản thân người tiêu dùng trong nước cũng sẽ được sử dụng những sản phẩm an toàn. Ngoài ra, chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Vậy chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp là gì? Có khó không? Và dưới đây là toàn bộ nội dung quy trình chăn nuôi bò Việt Gáp. Quy trình này áp dụng để thực hành chăn nuôi bò thịt tốt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thịt bò an toàn thực phẩm, an toàn môi trường, sức khỏe và phúc lợi xã hội. Đối tượng áp dụng là các chủ trang trại chăn nuôi bò thịt, các tổ chức cá nhân chứng nhận Việt Gáp chăn nuôi bò thịt trên lãnh thổ Việt Nam. Về địa điểm, phải cách xa đường giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu chế biến sản phẩm chăn nuôi, khu chợ buôn bán gia súc, bệnh viện, khu chăn nuôi khác và xa hệ thống kênh mương thoát nước của các khu vực theo quy định hiện hành. Bố trí khu chăn nuôi gồm có khu nuôi bò vú béo, bò đực, bò cái và bê theo mẹ, kho thức ăn, khu nuôi cách ly và khu xử lý chất thải. Thứ hai, chuồng trại và thiết bị chăn nuôi. Thiết kế chuồng trại. Chuồng trại nuôi có diện tích phù hợp với số lượng bò nuôi và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức khỏe của vật nuôi. Thiết kế chuồng trại phải có hàng rào bao xung quanh. Diện tích chuồng nuôi đảm bảo tối thiểu từ 4 đến 5 mét vuông trên một con, chưa kể diện tích máng ăn, máng uống và hành lang phân phối thức ăn. Diện tích chuồng nuôi cho bê từ 2 đến 4 mét vuông trên con. Hố khử trùng phải bố trí ở các cổng ra vào của các khu chuồng và ở đầu mỗi dãy chuồng. Thiết bị chăn nuôi. Các thiết bị dùng trong chăn nuôi máng ăn, máng uống phải đảm bảo không gây độc hại cho bò và sản phẩm thịt và được thiết kế thích hợp, dễ vệ sinh, tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng trại phải đảm bảo dễ dàng vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Con giống và quy trình chăn nuôi. Giống phải có nguồn gốc rõ ràng, có quy trình chăn nuôi cho từng giống bò theo mục đích sử dụng và thực hiện đúng quy trình chăn nuôi. Vệ sinh chăn nuôi. Toàn bộ chất thải rắn, phân, thức ăn thừa, bao bì đựng thuốc thú y, bao bì đựng vaccine, xác súc vật chết, nhau thai phải được thu gom xử lý hàng ngày. Có lịch và định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng bằng các hóa chất có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Quản lý thức ăn và nước cho chăn nuôi. Thức ăn, nguyên liệu thường xuyên phải giám sát các nguy cơ sinh học, hóa học và vật lý có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguyên liệu thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm từ chăn nuôi bò thịt. Khi xuất nhập nguyên liệu và thức ăn phải ghi chép đầy đủ các thông tin về số lượng, tên hàng, lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Nguyên liệu thức ăn dự trữ phải đạt yêu cầu về độ ẩm và được bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn về diện tích, độ thông thoáng, nhiệt độ và định kỳ xông hơi kho bằng các hóa chất có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam để ngăn ngừa sự phá hoại của côn trùng có hại và nấm mốc. Trong trường hợp tự trộn thức ăn, cơ sở phải có công thức phối trộn thức ăn theo quy trình đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng được các tiêu chuẩn về lý tính, dinh dưỡng và độc tố. Ghi vào sổ nhật ký sản xuất và lưu trữ hồ sơ tất cả các khẩu phần trộn, khối lượng, trình tự trộn và nhân viên phụ trách trộn. Sử dụng kháng sinh, hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không được sử dụng kháng sinh, hóa chất trong danh mục cấm của nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khu vực sản xuất phối trộn thức ăn, định kỳ kiểm tra kho chứa thức ăn và nguyên liệu thức ăn để tránh gây ô nhiễm. Sử dụng thức ăn phù hợp với từng giống, từng giai đoạn sinh trưởng của bò theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Về nước uống, nguồn nước và nước uống có thể sử dụng nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi nhưng phải đảm bảo yêu cầu sạch và an toàn. Nước vệ sinh, có thể sử dụng nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi, không được sử dụng nước bị ô nhiễm hoặc nước thải. Quản lý đàn bò thịt. Nhập bò. Trước khi nhập bò phải vệ sinh chuồng trại, được thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng. Căn cứ vào lý lịch và giấy chứng nhận kiểm dịch, hồ sơ sức khỏe, lịch sử sử dụng thuốc, vaccine để lên kế hoạch tiêm phòng một số bệnh
như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như lao, ký sinh trùng đường máu. Bò mới mua về phải đưa vào nơi luôn cách ly theo quy định, theo dõi, ghi chép lại những biểu hiện khác thường của bò. Xuất bán bò, trường hợp bán bê bò giống phải có hồ sơ lý lịch kèm theo. Vận chuyển bò thịt phải đảm bảo đúng cách, đúng quy trình để tránh gây stress cho bò. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật theo quy định hiện hành. Quản lý dịch bệnh, phải có nhân viên kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi, thú y theo dõi sức khỏe của đàn bò thịt. Khi điều trị bệnh, cần ghi chép đầy đủ thông tin về bệnh, tên thuốc, lô thuốc, sản xuất, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, người điều trị, thời điểm ngừng thuốc, không bán hoặc giết bò thịt trong thời gian điều trị. Khi phát hiện bò chết, phải báo cáo với cán bộ kỹ thuật để có biện pháp xử lý theo quy trình của cơ quan thú y. Bảo quản và sử dụng thuốc thú y. Việc sử dụng thuốc vaccine phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cơ quan thú y, cán bộ thú y. Thuốc và vaccine phải được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi chép việc nhập kho từng loại thuốc, lô thuốc, chủng loại và thời gian sử dụng. Lập kế hoạch cụ thể về việc sử dụng vaccine và thuốc thú y cho trại. Về phòng bệnh, tuân thủ việc định kỳ lấy mẫu hàng năm, kiểm tra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lao, có lịch tiêm phòng các bệnh chính theo quy định hiện hành, bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, các bệnh truyền nhiễm nguy cơ khác như lao, xoắn khuẩn, ký sinh trùng đường máu, tùy theo tình hình dịch tễ của vùng để có yêu cầu cụ thể về quy trình phòng bệnh. Về trị bệnh, phải lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan khi bò có biểu hiện bệnh. Nếu điều trị phải ghi lại tất cả các thông tin liên quan đến quá trình điều trị. Trong trường hợp không thể chuyển ra khu vực cách ly riêng thì phải đưa vào ô chuồng riêng. Cán bộ thú y chuẩn đoán bệnh và lên phác đồ điều trị. Sử dụng kháng sinh để điều trị cần phải tuân thủ theo đúng quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ. Không được sử dụng những kháng sinh nằm trong danh mục cấm của nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường. Chất thải rắn phải được thu gom xử lý hàng ngày bằng phương pháp ủ sinh học hoặc các biện pháp khác phù hợp. Chất thải lỏng phải được thu gom vào bằng các đường thoát riêng, phải được xử lý bằng các hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý khác phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Bò bê chết do bệnh hoặc không rõ lý do phải được xử lý theo quy định của cơ quan thú y. Quản lý nhân sự, người lao động phải có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và được khám sức khỏe định kỳ. Người lao động phải được học tập, tập huấn các quy định về vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, ủng, mũ, khẩu trang cho mọi người khi vào trại. Ghi chép lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc. Sổ theo dõi thức ăn, nước uống, chăn nuôi, ghi chép đầy đủ khi xuất nhập nguyên liệu và thức ăn. Nhật ký sản xuất và phối trộn thức ăn. Sổ theo dõi về thú y, ghi chép lịch tiêm phòng, các loại vaccine đã sử dụng, diễn biến các ca bệnh đã điều trị, kết quả điều trị. Sổ theo dõi khả năng sinh trưởng, ghi chép khả năng sinh trưởng của từng cá thể theo các giai đoạn sinh trưởng. Sổ theo dõi về sinh sản, theo dõi các chỉ tiêu về phối giống, số hiệu tinh của đực giống, ngày phối giống, kết quả thụ thai, trọng lượng của bê sinh ra, theo dõi kết quả sinh sản qua các năm. Tất cả các sổ ghi chép trên được theo dõi hàng ngày và được lưu giữ lại tại trại ít nhất là 3 năm. Kiểm tra nội bộ. Trang trại phải tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi năm một lần theo các tiêu chí tại bảng kiểm tra và đánh giá. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Tổ chức cá nhân chăn nuôi bò thịt có quyền khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề của các nội dung nêu trên. Chủ trang trại Việt Gáp về bò thịt phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các vấn đề khiếu nại. Và trên đây là những nội dung chính về chăn nuôi bò theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một số từ ngữ quý bà con cần chú ý. An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật và quản lý ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học, lý học, hóa học gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái. Chất thải trong chăn nuôi bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí. Chất thải rắn bao gồm phân, chất độn chuồng, gia súc chết, nhau thai. Chất thải lỏng gồm nước tiểu, nước phân, nước vệ sinh chuồng trại, nước rửa dụng cụ, phương tiện vận chuyển và các chất thải ra từ các nguồn thú y lỏng, hóa chất lỏng,
và dung dịch xử lý chuồng trại. Chất thải khí bao gồm các chất khí gây mùi hôi tại chuồng trại và các loại mùi khí khác sinh ra trong quá trình chăn nuôi. Quý bà con có thể lấy mẫu tài liệu về chăn nuôi bò thịt theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở dưới phần mô tả của video này. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, xin mời quý bà con để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ thông tin lại sớm nhất cho quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo.